Hôm nay thì thông báo với mọi người một cái điều thế này. Hôm nay mình mới nhận được một cái món đồ mình đặt trên Shopee. Đây các bạn nha. Mới nhận được luôn, bây giờ mình sẽ bốc cho các bạn xem nhá. Xem bên trong nó là cái gì. Bí mật các bạn nhá. Mình sẽ bốc cho các bạn xem. Đơn giá của nó là 177.000 các bạn nhá. Đây các bạn xem rõ này. Hơi mờ bạn ạ, hơi tối này các bạn thông cảm nhé. 177.000 các bạn ơi. Giờ mình sẽ bóc cho các bạn xem nha, nguyên tem luôn này, chưa bóc luôn. Bóc cho mọi người cùng xem nha. Này không biết bóc kiểu gì nữa, dán rất là nhiều. Bóc luôn thế này xem nào. Đấy, mình bóc cho các bạn xem nha, bên trong này là cái gì mà nó gói nhiều kinh khủng. Wow. Cái gì đây các bạn ơi, mình xem bên trong còn gì nữa không? À, hình như còn cái gì nữa. Hết rồi, trong này hết luôn các bạn ơi. Trong này hết đồ luôn rồi. Không còn gì, còn mỗi cái túi không với lại cái này các bạn này. Đó, các bạn nhìn cái này các bạn biết là cái gì rồi. Đây là một cái USB. Một cái cổng USB các bạn ơi. Đấy. Wow, hiện đại thế. Sang phết đấy. Cái này của nhãn hiệu không có thương hiệu các bạn ơi. Micro USB. Đây này, nó có tên đây các bạn này. Hơi sáng, không nhìn rõ bạn ạ. Đó, hơi sáng. Mình sẽ cho các bạn xem cái sản phẩm này nhá. Đây có hai cái sản phẩm nhá. Đây này, ở đằng sau của cái mặt này nó có một cái sản phẩm nữa. Đó, các bạn xem này. Đang dính ở đây các bạn này. Đấy, vẫn đang dính đây. Đây là một cái thẻ nhớ 64GB. Một cái thẻ nhớ 64GB của hãng Samsung. Mình mới đặt trên Shopee được 3 ngày, hôm nay đã nhận được đồ các bạn nhá. Khá là nhanh. Đơn vị vận chuyển của Shopee khá là nhanh các bạn ạ. Đấy, và giờ mình sẽ bóc ra xem cái thẻ này nó hiện đại đến mức nào nha. Ủa, nó dính hết vào đây các bạn ạ. Chắc phải xé thôi. Xé từng góc ra. Wow. Không hiểu được cái thẻ nhớ to đùng này là lắp vào đâu các bạn ạ. Bọn nó tặng cho mình cái thẻ nhớ to đùng này. À, đây là một cái thẻ đọc. Cái thẻ đọc của cái thẻ nhớ nhỏ nhé các bạn nhé. Đây là cái thẻ to này. Đấy, nó có cái khe. Các bạn thấy có cái khe không? Có cái khe, có cái rãnh đây không? Đây này, là cắm cái thẻ nhỏ đây này. Cái thẻ nhỏ mình vẫn còn chưa bóc nha. Mình sẽ bóc cho các bạn xem nha. Bóc luôn. Ồ, khá là đẹp. Đó, bé tí các bạn ạ. Đây, mặt này là mặt bên trong nó màu đen. Mà đen xì luôn. Mới tinh, mới đét các bạn ạ. Đấy. Màu này, màu đỏ đỏ này các bạn này. 64GB này. Quay ngược. Ôi, quay kiểu nào cũng ngược các bạn ạ. Vì cái máy quay này của mình là quay màn hình trước nên là nó sẽ bị ngược các bạn ơi. Đây, 64GB nhá. Giờ mình sẽ lắp vào cái thẻ to, thẻ đọc to này xem nào. Lắp kiểu gì vào đây. À, đây các bạn này, mình mới lắp được vào này. Các bạn thấy cái chỗ đỏ này không, hồng hồng này không? Chỗ hồng hồng này là cái thẻ nhỏ nhá. Cái thẻ nhỏ mình mới lắp vào đây, mình sẽ rút cho các bạn xem nha. Đó, các bạn thấy chưa? Đấy, có hai cái thẻ luôn. Cái thẻ này chắc là cắm vào loa Bluetooth. Cắm vào loa Bluetooth các bạn ạ. Cái thẻ nó chỉ có dùng cho loa thôi. Chứ còn cái này thì dùng cho điện thoại, là dùng cho máy quay thì ok hết nha. Giờ mình sẽ lắp vào cái máy quay GoPro mình xem nó có nhận cái thẻ nhớ này không nhá. Mình đặt cái thẻ nhớ này, mình đặt cho cái GoPro của mình. Lần trước mình đi mua một cái thẻ nhớ 64GB nhưng mà mới đét luôn nhưng nó không nhận. Bởi vì cái thẻ này chắc là nó bị hỏng nên mình mới đặt mua cái này. Cái kia là mình mua ở hiệu nhá các bạn nhá, mình mua ở cửa hiệu ở quê mình thôi.
nó không nhận. Và đây là cái USB để mình cài cái thẻ nhớ này vào này các bạn này, cài cái thẻ nhớ như này xong rồi cắm vào máy tính, cắm vào cái đầu, cắm vào máy tính nhá. Đây này. Đó, giờ mình sẽ lôi cái GoPro ra, mình cắm vào mình thử xem nó có nhận không nhá các bạn nhá. Đây, sản phẩm chính của chúng ta đây. Đây các bạn biết đây là cái con GoPro hỗ trợ cả wifi luôn. Con này quay 4K các bạn nhá. Quay 4K full HD. 4K full HD hỗ trợ cả wifi luôn nhá. Giờ mình sẽ lắp vào cái con GoPro này xem nó có nhận không nhá. Nếu mà nó không nhận thì mình sẽ trả lại cho Shopee ngay. Đây này các bạn này, cái thẻ nhớ mà mình mới mua ở trên hiệu về là không nhận là cái thẻ đen đen này các bạn này. Đó, cái thẻ này cũng là 64GB nha các bạn nha, 64GB nha. Đấy, nhưng mà cái thẻ đen này nó bị hỏng hay sao mới đét luôn này. Chưa dùng, chưa có một cái nội dung gì trong này luôn nhưng mà không nhận. Lắp vào điện thoại cũng không nhận, chắc là nó bị hỏng rồi. Mình mua cái thẻ này là 340.000 các bạn này, 340.000 cái thẻ đen này. Còn cái này 64GB mới đét mình mới bóc cho bạn xem là mình chưa thử, không biết là cái máy GoPro của mình có nhận hay không. Giờ mình sẽ lắp vào đây nhé các bạn nha. Lắp vào con GoPro này. Các bạn thấy chưa? Đấy. Quay 4K này. Hỗ trợ luôn cả wifi luôn này. Đấy, full HD nhá. Cái máy quay này mà quay phim là rất là nét luôn. Đó, giờ mình sẽ lắp vào trong cái máy quay này xem nó có nhận cái thẻ nhớ này không nhá. Ok, sẽ bật cho các bạn xem nha. Nút nguồn, nút nguồn ở bên này các bạn ạ, bên này đây này. Cái nút nguồn là ở đây này, mình sẽ quay này cho các bạn xem. Đó, đèn nó đã sáng các bạn nha. Ok, nó đã lên rồi, cái máy này đã lên đấy, máy đang quay mà các bạn này. Máy đang quay mình này, mặc dù cái bóng đen nó hơi sáng nhưng mà vẫn thấy. Đó, giờ mình sẽ thử xem nó có nhận cái thẻ nhớ này không nhá. Nếu mà nó nhận thì nó sẽ quay được luôn các bạn này. Mình thử xem nhá. Mình bấm một nút này xem nào. Ồ, được các bạn ạ. Cái thẻ nhớ này, cái máy này nhận luôn này, bây giờ nó quay luôn, các bạn thấy nó đang chạy dây này không? Đó, cái chỗ đỏ này nó đang chạy này. Ok, rất là ok luôn. Mặc dù mình đặt cái thẻ này ở trên mạng thôi nhưng mà rất là ok. Còn hơn cái thẻ mà mình mua ở ngoài hiệu. Cái thẻ mình mua ngoài hiệu thì ôi rồi, cái máy của mình hết pin luôn rồi các bạn ạ. Rất là lâu rồi mình không dùng nên là chắc là hết pin luôn. Ok, và hôm nay mình sẽ review cho tất cả mọi người cùng xem là không phải là cái hàng hiệu là tốt nha các bạn nha. Hàng hiệu nhiều khi nó nhái rất là nhiều luôn. Đây là cái thẻ nhớ của hàng hiệu các bạn nha. Mình mua hàng hiệu luôn. Đấy, nhưng mà nó bị lỗi như kiểu nó bị hỏng, nó không nhận, máy không nhận, cả điện thoại cũng không nhận luôn. Nhưng cái này mình mới đặt trên mạng này, mình mới quảng quảng bá cũng như quảng cáo các bạn xem đấy. Mình mới bóc cho bạn xem, mình lắp vào đây là cái máy này nhận luôn. Cái máy này mà đã nhận thì chắc chắn kiểu gì cái điện thoại cũng nhận các bạn ạ. Đó, nhiều khi là có nhiều người bảo là cái hàng trên mạng là nó không được chất lượng nhưng mà các bạn nói như thế là hoàn toàn sai nhá. Nhiều khi cũng là do số thôi. Cũng là do một số người người ta làm ẩu thôi. Chứ thực chất thì những cái mặt hàng ở trên mạng nó rất là có nhiều cái nó rất là chất lượng. Đây này, hình dung ví dụ các bạn cái ngày hôm nay luôn, cái thẻ nhớ là thẻ nhớ của thương hiệu luôn nhưng mà nó lại bị hỏng mặc dù mới đét, mình mất oan 380.000 này, 380 cái thẻ này này. Đó, còn cái này mình mua cái mà nãy mình review cho các bạn xem. Cái này này các bạn này. Cái này mình mua có mỗi 177.000. 177.000 mà máy này nhận ok luôn. Mà đây là 64GB nhá, cái này cũng là 64GB này. Nhưng mà cái này mình mua trên mạng, còn cái này mình mua ở ngoài hiệu. Đấy, có cả thương hiệu đàng hoàng nhưng mà không không nên các bạn ạ. Cái này chất lượng rất là kém luôn, phải rất là kém mà là quá tồi luôn. Cái người bán, cái người sản xuất ra cái thẻ nhớ ở thương hiệu này thì rất là phải nói là rất là mất lương tâm, không có lương tâm các bạn ạ. Không có lương tâm. Bán những cái thẻ này cho khách hàng như khách hàng dùng như của mình á. Mình mất tiền oan mà không dùng được cái thẻ này thì rất là tốn tiền các bạn ạ. Đấy, còn đây là cái thẻ ngoài thị trường. Đây là cái thẻ ở mình mua trên mạng.
mình đặt 177.000 mà rất là chất lượng luôn. Đây các bạn có thể nhìn thấy đây là 64 GB đàng hoàng nhá, mình không nói dối các bạn đâu. Đây mà mình còn được tặng thêm một cái bao thẻ to luôn. Đấy, bao thẻ này là bao thẻ đọc để mình cắm vào loa nghe nhạc. Đấy, thẻ rất là to bạn này. Đấy, to gấp 4 lần cái này còn bằng xíu đây thôi. Xong lại còn được tặng thêm một cái cổng USB nữa. Một cái đầu USB này, gài thẻ nhớ đấy bạn này. Đấy. Rất là tuyệt vời luôn. Ba thứ này mà chỉ có 177.000, quá là rẻ mà chất lượng lại rất tốt. Mình cũng khuyên cáo mọi người là chúng ta đừng nên nghe những cái người nào mà xui bậy các bạn đi mua hàng hiệu nha. Hàng hiệu nhiều khi nó cũng nhái rất là nhiều nha. Đó. Hôm nay mình review cho các bạn xem cái kết quả cũng như là thành quả sau khi mình đặt mua cái thẻ nhỏ này, nó rất là ok luôn. Đấy, và nếu các bạn thấy mình chia sẻ hay thì đừng quên bấm nút like, share và đăng ký kênh ở cái góc cạnh này nhá để theo dõi những video mới nhất của mình. Xin kính chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại quý vị cũng như các bạn vào những cái video tiếp theo nhé. Bye bye. Vỗ tay.